Xin chào quý vị và các bạn thân mến, rất vui khi chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau để chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe. Nội dung kỳ này đó chính là giải pháp giúp ngủ ngon, ngủ sâu, tròn giấc mà không lệ thuộc thuốc an thần. Nếu quý vị có những thắc mắc về chủ đề này, vui lòng liên hệ ngay số hotline đang hiển thị trên màn hình để được giải đáp. Và chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Bonnie Sleep của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nỗi sợ hãi dâng trào đối với những người mất ngủ mãn tính. Họ trằn trọc suốt đêm nhưng không thể nào chợp mắt. Và để có thể thoát khỏi tình trạng này, nhiều người đã lựa chọn giải pháp sử dụng thuốc an thần để có hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, đằng sau một cái tác dụng gần như ngay lập tức thì thuốc an thần lại khiến cho người bệnh phải lệ thuộc vào nó. Theo thời gian thì sự lệ thuộc thuốc ngày càng gia tăng, dẫn đến những cái tác dụng phụ mà người bệnh phải hứng chịu ngày càng nặng nề hơn. Vậy tại sao thuốc an thần lại gây lệ thuộc? Có giải pháp nào giúp người bệnh có thể có một giấc ngủ ngon, ngủ trọn giấc mà không phải lệ thuộc thuốc an thần hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần giải đáp từ chuyên gia của chương trình. Xin được giới thiệu sự có mặt ngày hôm nay tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Vâng, chào MC Quyên Quyên. Kính chào khán giả của chương trình. Và một vị khán giả có quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay, xin được giới thiệu khách mời chị Thùy Trang ạ. Xin chào bác sĩ, xin chào MC. Xin chào khán giả. Trở lại thành phố mang tên Bác vào một ngày nắng vàng rực rỡ, chúng tôi tìm đến nhà nhân vật đầu tiên trong phóng sự kỳ này, cô Bùi Thu Trâm, 63 tuổi, trú tại phường 10, quận 11, để lắng nghe câu chuyện về căn bệnh mất ngủ đã hành hạ cô suốt nhiều năm qua. Cô mổ túi mật thì sau khi mổ xong nó lại có những cái bệnh tình như vậy á, nó vừa bị rối loạn huyết áp rồi nó bị mất ngủ, mình không ngủ được, cái thức trắng luôn á, chứ không phải là nó mới đầu là không ngủ được rồi từ từ nó mới nặng dần, coi như là cô là cái thức trắng không ngủ được luôn, cứ mong tới sáng để mình dậy luôn á, cứ nằm cứ chằn qua chằn lại mà không thể nào ngủ được. Thì cô đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống thuốc an thần, vừa cho uống thuốc an thần vừa cho uống, nghĩa là uống nhiều thứ thuốc tây lắm, thuốc an thần rồi thuốc tim, mà tại vì cô không ngủ được nên cái tim nó cũng hồi hộp nữa đó, rồi huyết áp nó cứ lên xuống, cô cứ đi cấp cứu hoài. Và khi uống thuốc an thần nó cũng làm người uể oải lắm, tức là uống thì đêm cô ngủ được nhưng mà tới sáng chẳng muốn làm gì hết trơn, nó cứ người nó cứ làm sao, nó cứ mơ mơ màng màng mà nó cứ thế nào á, cô mới thấy nếu mà uống hoài như vậy sợ nó lại bị một cái bệnh khác. Thưa bác sĩ, qua đoạn phóng sự ngắn vừa rồi thì bản thân tôi cũng có cảm nhận được phần nào đó cái tác hại của cái việc mất ngủ đến với sức khỏe của người bệnh. Thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về những hậu quả nghiêm trọng khi mà mất ngủ mãn tính gây ra cho người bệnh được không ạ? Khi chúng ta bị mất ngủ thì vô hình chung nó sẽ làm cho cái tình trạng sức khỏe của chúng ta nó không được bình phục. Do đó nó sẽ là gây ảnh hưởng rất là nhiều, không những để đến chất lượng của tinh thần mà và cả thể chất, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe của mình. Thì một trong những cái mà hậu quả là thứ nhất là nó sẽ làm cho chúng ta bị căng thẳng và bị cái rối loạn về cảm xúc và đưa đến tình trạng là rối loạn lời lo âu và đôi khi đưa đến trầm cảm. Khi mà chúng ta mất ngủ nhiều cộng thêm cái rối loạn cảm xúc như vậy thì nó lại sẽ làm cho chúng ta là gì? Rối loạn về cái trí nhớ của chúng ta. Do đó những người mất ngủ lâu dần sẽ giảm trí nhớ và có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc của chúng ta rất là nhiều. Mất ngủ nó ảnh hưởng đến cái hệ thống tim mạch và nó gây những cái biến chứng về tim mạch rất là nhiều. Các cái nghiên cứu đã chứng minh là cho thấy có khoảng 48% cái tỷ lệ mà do biến chứng tim mạch là do chúng ta bị rối loạn về giấc ngủ. Do đó cũng cho thấy là cái tầm quan trọng của giấc ngủ đối với cái sức khỏe của chúng ta. Và cái nhóm kế tiếp nữa mà có thể gây ảnh hưởng là các bạn thấy những cái người mất ngủ sẽ làm rối loạn về hệ thống nội tiết. Và khi đó nó sẽ làm chúng ta sẽ bị béo phì nè, hoặc là chúng ta bị đái tháo đường. Rồi kèm theo đó thì nó có thể làm cho chúng ta bị rối loạn về cái hệ thống miễn dịch, có nghĩa làm cho chúng ta suy giảm về hệ thống miễn dịch của chúng ta. Là khi chúng ta mất ngủ đó thì cái lượng hormone cortisol nó sẽ tăng sinh rất là nhiều, và khi đó nó sẽ làm cho chúng ta bị rối loạn về cái hệ thống miễn dịch. Bên cạnh đó nó sẽ làm chúng ta lão hóa nhanh, vì cái cortisol nó sẽ làm giảm cái sự tổng hợp collagen, do đó nó sẽ làm cho da của chúng ta cũng giống như các cái hệ cơ xương khớp của chúng ta bị thoái hóa nhanh hơn. Yeah.
Xin được cảm ơn bác sĩ với chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy là cái tình trạng mất ngủ nó ảnh hưởng rất là nhiều với sức khỏe của người bệnh đúng không ạ? Cho nên là cái việc có được một giấc ngủ là một tâm lý và mong muốn chung của tất cả những ai đang gặp phải tình trạng này. Cũng bởi vì lý do đó nên họ sẽ tìm đến cái biện pháp là sử dụng thuốc an thần để có thể có một cái giấc ngủ nhanh chóng. Tuy nhiên sau một thời gian thì họ có chia sẻ rằng họ đã bị lệ thuộc vào thuốc an thần, tức là cứ không uống là lại bị mất ngủ. Bác sĩ có thể lý giải vì sao lại có cái vấn đề này, cái tình trạng này được không ạ? Khi mà chúng ta sử dụng cái loại thuốc an thần hay còn gọi là thuốc gây ngủ á, thì bên cạnh cái nó tạo cho chúng ta một cái giấc ngủ, thì nhưng mà đặc biệt của cái giấc ngủ là giấc ngủ không tự nhiên hay là gọi là giấc ngủ không sinh lý, có nghĩa là gì? Nó làm cho chúng ta ức chế thần kinh nên chúng ta đi vào giấc ngủ một cách nhanh. Nhưng mà khi chúng ta ngủ dậy thì không thấy có khỏe, hay là chúng ta cảm thấy vẫn lừ đừ, hình như không đủ năng lượng, và thậm chí có những người không tập trung làm việc được vào buổi sáng. Bên cạnh cái gây ngủ, nó lại còn có một số tác dụng phụ. Nó có thể làm cho chúng ta là gì? Rối loạn về cái cảm xúc hoặc là rối loạn về tâm thần. Nên đôi khi nó chúng ta sau đó thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là trầm cảm. Khi sử dụng cái thuốc an thần hay thuốc ngủ, nó đòi hỏi phải có chỉ định của thầy thuốc. Là vì lý do tại sao đây là một thuốc người ta gọi là một thuốc gây nghiện, là vì nếu chúng ta sử dụng không đúng chỉ định, không đúng liều lượng, hoặc là chúng ta lạm dụng quá nhiều, thì nó sẽ làm cho chúng ta lệ thuộc vào thuốc. Có nghĩa là đầu tiên chúng ta dùng cái liều nhỏ thôi, nhưng càng ngày chúng ta sẽ phải dùng cái liều lượng tăng lên. Và khi chúng ta ngưng thuốc á, thì nó xảy ra một cái việc là nó sẽ làm chúng ta mất ngủ, mất ngủ trầm trọng nhiều hơn. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng lại thì cái liều chúng ta lại phải gia tăng để có thể ngăn ngừa được những cái tác hại không mong muốn của cái thuốc ngủ về mặt cái tác dụng phụ. Bên cạnh đó lại giúp cho chúng ta có được một cái giấc ngủ sinh lý so với lại những cái người mà bị mất ngủ đó. Thì hiện nay cái xu hướng chung là chúng ta đi tìm về những cái thảo dược. Do đó thảo dược nó sẽ giúp cho chúng ta đi vào giấc ngủ chậm hơn, nhưng nó sẽ làm giúp cho chúng ta có được một cái giấc ngủ gọi là giấc ngủ sinh lý. Nên khi chúng ta thức dậy thì chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta cảm thấy tinh thần của chúng ta khỏe hơn và nó sẽ giúp cho cái hoạt động về thể chất, về tinh thần của chúng ta được phục hồi tốt hơn. Vậy thì có giải pháp nào giúp người bệnh có thể cải thiện được giấc ngủ mà không bị lệ thuộc vào thuốc an thần không ạ? Để có một cái giấc ngủ mà tốt hơn á, thì đầu tiên chúng ta phải có một cái là vệ sinh về giấc ngủ. Khi vệ sinh về giấc ngủ thì thứ nhất là chúng ta phải loại bỏ những cái thiết bị điện tử trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Đó là cái tối thiểu nhất nha. Vì những cái thiết bị này nó có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động của não bộ của chúng ta, và như vậy nó sẽ làm chúng ta khó ngủ. Cái thứ hai nữa là trước khi chúng ta đi ngủ thì chúng ta nên có cái thư giãn. Các bạn có thể thư giãn bằng cách là chúng ta nằm và chúng ta hít thở sâu. Khi đó chúng ta có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5, hoặc là chúng ta có thể tâm niệm một cái điều gì đó. Ví dụ như những người nào mà có tôn giáo thì chúng ta có thể niệm Phật nè ha, hoặc là có thể là chúng ta có thể nghe một cái nhạc gì đó nhạc nhẹ, tùy theo cái sở thích của mình, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta đi vào giấc ngủ một cách ngon hơn. Chúng ta không nên là dùng chất kích thích trước khi đi ngủ hoặc là vào buổi tối. Ví dụ như chúng ta uống có nhiều là trà nè, hoặc là cà phê, hoặc là bia rượu nhiều quá. Chúng ta không nên ngủ trưa quá nhiều. Buổi trưa chúng ta chỉ ngủ khoảng 15 đến 30 phút thôi. Bên cạnh đó, để giải quyết những cái stress cho những cái bệnh lý rối loạn về giấc ngủ, Body Sleep có cái 5-HTP. Cái thứ hai nữa là cái L-theanine. Nó là được chiết xuất từ cái trà xanh. Thì đây là một trong những cái hoạt chất mà có cái tác dụng là khôi phục lại cái giấc ngủ của chúng ta, bằng cách là nó tăng cái khả năng dẫn truyền của serotonin. Do đó nó sẽ giúp cho chúng ta là gì? Cải thiện cái giấc ngủ tốt hơn, đưa chúng ta trở về cái giấc ngủ sinh lý. Bên cạnh đó nó có cái GABA. GABA là một hoạt chất mà ức chế thần kinh, do đó nó sẽ làm là gì? Giảm cái sự dẫn truyền của các cái thần kinh căng thẳng, là những cái yếu tố căng thẳng đến các cái hệ thần kinh trung ương, do đó nó sẽ làm cho chúng ta đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng hơn. Body Sleep còn có melatonin, là một cái hormone trong cái tuyến tùng của chúng ta có tác dụng là điều hòa lại cái hoạt động của hệ thần kinh. Thì các bạn biết là khi melatonin được tiết ra thì nó sẽ làm chúng ta đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng hơn. Và nếu mà khi chúng ta thức giấc thì cái lượng melatonin nó sẽ giảm đi, và do đó nó sẽ làm cho chúng ta thức giấc lại. Thì khi chúng ta sử dụng cái này nó sẽ giúp cho chúng ta đi vào giấc ngủ tốt hơn. Bên cạnh đó thì sự kết hợp giữa cái ngọc trai. Ngọc trai từ lâu đời rồi đã được các nhà y học cổ truyền người ta thấy rằng là có tác dụng an định của thần kinh. Nhưng các nghiên cứu gần đây thì cho thấy ngọc trai có tác dụng là giúp chúng ta đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng hơn và có tác dụng an thần. Ngoài ra thì còn có các cái dược thảo mà có tác dụng là giúp cho cái giấc ngủ ngon hơn, trong đó nó cây nữ lang nè ha, hoa cúc nè, hoa bia nè, lạc tiên nè, cây nhân sâm Ấn Độ và cái cây rễ vàng. Bên cạnh đó thì để bồi bổ cho cái hệ thống thần kinh của chúng ta, hay là phục hồi lại cái hệ thống thần kinh, thì Body Sleep có cái lactium. Lactium là một hoạt chất được chiết xuất từ cái đạm sữa,
thì một cái nghiên cứu của nhà khoa học là Soken ở Nhật Bản vào năm 2006 thì cho thấy là sau khi chúng ta sử dụng khoảng 4 tuần á, thì cái hiệu quả của giấc ngủ được cải thiện tới 66%. Ngoài ra thì cái magie và B6, magie nó là một yếu tố vi lượng, nó có khi sử dụng nó có tác dụng làm giảm cái sự kích thích của cái hệ thống thần kinh. Cái thứ hai là B6 là sẽ giúp nuôi dưỡng lại cái hoạt động của các cái sợi thần kinh. Do đó nó sẽ giúp cho cái hệ thần kinh của chúng ta được phục hồi tốt hơn. Body sleep kết hợp ba cái nhóm lại với nhau thì thứ nhất chúng ta sẽ giải quyết được cái nguyên nhân gây ra cái mất ngủ, đó là những cái stress căng thẳng trong cuộc sống. Cái thứ hai nữa là giúp cho chúng ta tạo một cái giấc ngủ sinh lý và khi ngủ dậy thì chúng ta cảm thấy thoải mái. Và thứ ba thì lâu dần cái hoạt động của hệ thần kinh của chúng ta nó được phục hồi. À, ui, nhéo đứt con ruột luôn vậy. Ai da. Ở nhà đi, đưa đi công chuyện. Sao vậy? Đi mua thuốc uống. Thôi. Tự nhiên giận chút xíu ra mua thuốc tự giận hay cái gì? Anh bị gì vậy? Ra mua thuốc ngủ. Thuốc ngủ chị? Uống chứ làm cái gì? Có đi đâu chơi đâu mua thuốc ngủ, đi xe không xe đúng không? Trời đất ơi trời. Bởi vì em nói hả, anh nó hả vợ anh mà anh không có quan tâm, không để ý gì hết trơn á trời á. Em hả là coi như là hả mấy hả gần cả mấy tháng nay là hầu như là ngày nào cũng trong cái tình trạng là mất ngủ. Mới ban đầu là chỉ là hơi khó ngủ thôi. Đó, xong rồi cái dần dần nó chuyển sang là ngủ không ngon, giấc ngủ bị gián đoạn. Ở sau đó nữa cái bắt đầu cái không ngủ được luôn. Không ngủ được xong là bắt đầu là thức trắng đêm, thức nguyên một đêm không ngủ. Mẹ của anh dưới quê á cũng bị mất ngủ giống em vậy đó. Mà bây giờ là đỡ nhiều lắm rồi nha, nhờ cái giải pháp này đó. Nè, hôm trước về thăm mẹ thì thằng Út á nó có mua cho mẹ cái giải pháp đó. Đây anh có chụp lại, anh nói là để ý khi nào cần thì sử dụng, ai giờ đâu trùng hợp nè, bây giờ cần nè. Giải pháp này giảm lo lắng nè, căng thẳng stress nè. Hiệu quả vô cùng nha. Bởi vì trong đó có chứa melatonin, GABA, nữ lang, hoa cúc, hoa bia, ngọc trai, lạc tiên, magie, vitamin B6. Tính ra là toàn là thảo dược thiên nhiên không á. Đúng rồi, tốt lắm á. Bây giờ anh nghĩ là bây giờ em nên sử dụng đi. Bởi vì mẹ sau khi sử dụng xong nha, bây giờ mỗi lần mẹ ngủ á, ngủ rất sâu và rất ngon. Có nhiều bữa ngủ nướng tới trưa luôn. Rồi chưa kể nha, mẹ còn hả dạo này đi hát hò với bạn bè đồng trang lứa đó chứ bộ, tung tăng vui vẻ dễ thương lắm. Để đi mua liền cho em. Bonnie Sleep hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quay trở lại với chương trình thì xin mời bác sĩ cùng với quý khán giả sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện đến từ một vị khách mời ngày hôm nay, đó chính là chị Thùy Trang ạ. Chị có thể chia sẻ câu chuyện của mình cho bác sĩ và quý vị khán giả biết được không ạ? Bệnh của tôi là mất ngủ rất là nhiều năm rồi. Do cái công việc mình làm từ sáng tới tối thì tối lại dùng máy xem xét là công việc sắp xếp để ngày mai mình có làm gì không. Chính vì chỗ đó mỗi ngày từ từ nó sẽ đi cái giấc ngủ của mình là ít dần đi. Thì cộng lại cái gia đình mình cũng có việc đó, cho nên là mình lo suy nghĩ đủ thứ. Một đêm mà khi mình chập chờn chờn khoảng ngủ 1-2 tiếng ngồi không có ngủ được sâu. Bữa nào mà mình thấy thoải mái chút xíu là ngủ gần 3-4 tiếng là dữ lắm rồi. Mà cái mỗi ngày nó càng ngày kéo dài, bắt đầu sức khỏe mình đi xuống nè. Rồi mình bị đau đầu, nhất là đau đầu nha. Sáng mình ngủ dậy thức dậy rồi là nó trốn, nó bước xuống giường là nó say sẩm mặt mày nó. Rồi khi đi vô làm á, rồi bạn bè cũng nói chuyện, mình nói cho 1-2 câu rồi giống như mình ngồi một góc đầu là mình yên thôi, chứ mình không muốn tiếp xúc với ai. Rồi nó sinh ra rồi bắt đầu cái da vẻ của mình nó bị xám xịt đi. Rồi thậm chí cái mắt của mình nó quầng thâm đi. Mình nhìn người ta giống như là không, gọi là không có sức sống. Thì đi khám bác sĩ cũng nói là do mình bị cái chứng bệnh gọi là lo âu á, công việc nhiều quá thì bác sĩ cũng cho mình cái thuốc gọi là thuốc an thần để về cho mình ngủ. Nhưng mà khi mình uống vô thì mình ngủ cũng được 3-4 tiếng gì đó, nhưng mà mình giấc ngủ nó không có được tự nhiên á. Sáng thức dậy ngồi rất mệt mỏi uể oải, thấy công việc gì mình không muốn làm chứ. Thì bác sĩ có thể chia sẻ ưu điểm vượt trội của giải pháp này mang lại được không ạ? Body sleep có nguồn gốc từ thiên nhiên, do đó đầu tiên phải nói là nó sẽ có hiệu quả lành tính và an toàn. Tuy nhiên cái tác dụng của nó đến với chúng ta nó sẽ là từ từ, nhưng mà nó có được một cái lợi điểm, nó là giải quyết được cái căn nguyên mà hiện nay chị Trang đang mắc phải. Đó là chị Trang bị là giống như những cái căng thẳng trong cuộc sống, người ta gọi là những cái stress á, nên giải quyết được cái nguồn gốc của nó là do những cái stress. Trong đó body sleep có là cái 5 HTP là L-theanine, và cái thứ hai là GABA.
làm cho chúng ta đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng hơn. Cái nhóm mà nó giúp cho chị phục hồi lại một cái giấc ngủ sinh lý, nên khi chị ngủ xong thì chị dậy chị sẽ thấy nó rất là tỉnh táo và cái tinh thần mình nó được minh mẫn. Đó là body sleep, có là cái thứ nhất là melatonin này ha, cái thứ hai là ngọc trai, bên cạnh đó là những cái như là hoa bia nè, hoa cúc nè, lạc tiên nè, cây rễ vàng nè ha, và cái nữ lan cũng giống như, đặc biệt là trong đó có thêm cái là nhân sâm của Ấn Độ, lắc dùng từ cái đạm sữa, magie và B6 giúp cho cái hệ thần kinh của chúng ta được phục hồi. Body sleep kết hợp những cái giải pháp từ thảo dược như vậy thì các nhà chuyên môn người ta đã sử dụng những cái giải pháp mà gọi là những cái phương tiện hiện đại để giúp cho chúng ta là gì, hấp thu được các cái hoạt chất ở trong những cái thảo dược này tốt hơn bằng những cái công nghệ đó là siêu nano. Cái thứ hai là Body Sleep sản xuất tại cái nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới. Do đó nó sẽ phát huy được cái hiệu quả tốt hơn. Và bây giờ sẽ là phần kết nối trực tuyến với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Đầu tiên sẽ là một câu hỏi đến từ cô Phạm Thanh Tâm, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Chào bác sĩ, tôi mất ngủ mấy tháng nay. Tôi đi khám bác sĩ, kết luận tôi bị mất ngủ do rối loạn lo âu và kê thuốc an thần. Nhưng vì sợ bị lệ thuộc vào thuốc nên tôi chỉ uống vài hôm rồi ngưng. Tôi chuyển qua sử dụng các loại thảo dược như tâm sen, trà hoa cúc, nhưng giấc ngủ vẫn không được cải thiện. Vậy liệu khi tôi chỉ sử dụng sản phẩm thảo dược lactium, melatonin, GABA, nữ lan, hoa cúc, hoa bia thì có hiệu quả không ạ? Khi chúng ta sử dụng tâm sen và trà hoa cúc á, thì nó chỉ giải quyết được một phần của cái, nghĩa là một cái phần là giúp chúng ta đi vào cái giấc ngủ nó ngon thôi, chứ hoàn toàn chúng ta chưa giải quyết được cái nguyên nhân gây ra cái rối loạn giấc ngủ. Do đó khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ không làm cho chúng ta có được một cái giấc ngủ gọi là giấc ngủ sinh lý hoặc là cái chất lượng giấc ngủ được đạt yêu cầu. Body Sleep có 5 HTP là L-theanine nè, và cái thứ hai là GABA. Do đó nó sẽ làm, khi sử dụng sẽ làm cho chúng ta là gì, tinh thần chúng ta thoải mái hơn là một. Cái thứ hai giảm đi những cái lo âu căng thẳng. Ngoài ra Body Sleep còn có melatonin là một cái hormone trong cái tuyến tùng của chúng ta, có tác dụng là điều hòa lại cái hoạt động của hệ thần kinh. Bên cạnh đó là những cái như là hoa bia nè, hoa cúc nè, lạc tiên nè, cây rễ vàng nè ha, và cái nữ lan cũng giống như, đặc biệt là trong đó có thêm cái là nhân sâm của Ấn Độ, giúp cho cái giấc ngủ ngon hơn. Bên cạnh đó thì ngoài ra còn có những cái hoạt chất mà để phục hồi lại cái hệ thống thần kinh của mình sau một thời gian dài chúng ta bị stress. Trong đó nó có là cái lactinum từ cái đạm sữa, và cái thứ hai là magie và B6. Thì bác sĩ nghĩ là với cái tình trạng của chị thì chị có thể sử dụng phù hợp với Body Sleep mà kết hợp các cái loại hoạt chất trên. Tiếp tục là một câu hỏi đến từ anh Phạm Mạnh Đạt, đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Dạ, xin chào bác sĩ. Vợ tôi sinh con đầu lòng khoảng 2 năm nay. Từ sau khi sinh, vợ tôi bị khó ngủ, mất ngủ. Nhưng đêm vẫn ngủ được khoảng 4-5 tiếng. Khoảng hơn một tuần nay thì vợ tôi ngủ rất ít, thậm chí có đêm thức trắng luôn. Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên để khắc phục tình trạng của vợ tôi ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Đầu tiên là bạn nên chia sẻ với vợ mình một tí xíu, là chúng ta có thể chia sẻ công việc để giúp cho, thứ nhất là về mặt tinh thần cũng làm cho người vợ có một cái an ủi. Nói chung là chia sẻ của vợ của chồng. Cái kế nữa là bên cạnh đó thì cũng giúp cho vợ của mình nó có một cái thời gian để có thể tập thể dục. Và cái tập thể dục nó cũng sẽ giúp cho chúng ta khôi phục lại sức khỏe về tinh thần và thể chất. Bên cạnh đó thì có thể là khi mà quả đã được cái thời gian là 2 năm rồi đó, thì mình có thể là cho bé hoặc là lâu lâu đưa vợ ra ngoài để có thể giao lưu bên ngoài. Như vậy sẽ giúp cho vợ của mình có một cái sức khỏe về tinh thần tốt hơn. Ngoài ra thì cũng có một cái chế độ dinh dưỡng cho nó phù hợp. Bên cạnh đó thì bác sĩ nghĩ với mà bé được 2 tuổi rồi, với tình trạng của vợ bạn như vậy thì bạn có thể sử dụng thêm Body Sleep, trong đó có cái lactinum nè, hoặc là ngọc trai và cái 5-HTP về L-theanine, cái nữ lan nè ha, hoa cúc nè, hoa bia nè, lạc tiên nè, cái nhân sâm Ấn Độ và cái cây rễ vàng. Thì như vậy sẽ giúp cho bạn, là thứ nhất vợ bạn sẽ khôi phục lại cái giấc ngủ sinh lý, do đó nó sẽ làm cho phục hồi lại cái hệ thống thần kinh của mình. Và cái thứ ba đặc biệt là nó giải quyết những cái căng thẳng stress sau sanh của vợ bạn. Thì bác sĩ mong rằng chia sẻ này sẽ giúp cho sau một thời gian thì vợ bạn sẽ có được một sức khỏe và phục hồi lại cái hệ thần kinh và có một cái giấc ngủ ngon hơn. Sáu mươi ba mùa xuân đã trôi qua,
Nhưng trải biết bao sóng gió của cuộc đời, cô Trâm mới thấm thía hết giấc ngủ ngon quan trọng đến nhường nào. Làm sao để ngủ được bây giờ? Câu hỏi đó cô không nhớ đã hỏi bản thân mình biết bao nhiêu lần mỗi khi đêm đến. Vậy mà bây giờ, chính cô cũng phải bất ngờ, không nghĩ được rằng chỉ cần dùng sản phẩm thiên nhiên có thành phần như Lasteum từ đạm sữa, hoa cúc, hoa bia, ngọc trai, cô lại có thể ngủ ngon được như bây giờ. Chia sẻ về sản phẩm đã giúp cô ngủ sâu, ngủ ngon mỗi tối, cô cho hay. Cô mới tìm ở trên mạng đó, với trong TV, với Google, cô mới thấy Bonny Sleep hay, cô mới mua. Nhưng mà thật sự lúc đầu cô không tin lắm đâu. Nhưng mà không ngờ uống nó ngủ được, đi vào giấc ngủ dễ lắm. Ngủ được 7 tiếng, buổi trưa cô ngủ được nửa tiếng hoặc một tiếng. Cái giấc ngủ nó tự nhiên hơn á. Đêm cô dậy hai lần cô đi tiểu rồi cô ngủ luôn tới sáng. Mà khi dậy đi tiểu xong vô nằm lại ngủ tiếp tục được. Sáng mình dậy mình thấy nhẹ nhõm như là không có bị bịch luôn. Làm việc thấy thoải mái. Thấy tức là y như người bình thường á. Cảm thấy mình có những cái yêu đời hơn. Đó, rồi thích làm cái này thích làm nọ. Còn lúc trước mà cô bị mất ngủ cô chẳng muốn làm gì hết trơn. Tại vì trong người nó uể oải lắm. Không muốn ăn luôn, uống ngủ tốt. Cô thấy là khi cô ngủ dậy cô thấy là khỏe và giấc ngủ sâu. Nên cô bây giờ cô mới duy trì tới bây giờ. Chứ nếu không cô đâu có duy trì tới bây giờ. Bây giờ nó bình thường hết. Thành thử giờ cô mới đi chơi tùm lum. Chứ hồi đó cô không dám đi nhiều luôn á. Tại vì huyết áp nó cứ lên xuống. Bây giờ nó chỉ có 120. Có khi nó còn có 118. Chứ lúc trước cô lên tới 170. Cô phải đi cấp cứu bệnh viện mà. Nhưng mà bây giờ thì tim nó cũng ổn luôn. Tim tốt, rồi huyết áp là coi như đều. Khoảng 8 tháng nay là huyết áp đều lắm. Sau khi cô mổ xong thì cô sụt 4kg. Thì bây giờ coi như cô lên lại được 3kg. Nói đúng ra là cái giấc ngủ nó tốt, tự nhiên người nó cũng khỏe. Bonny Sleep hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ nếu mà chúng ta vẫn còn những câu hỏi cần được giải đáp, hãy nhấc máy và liên hệ ngay với hotline đang được hiển thị trên màn hình nhé. Xin được gửi lời cảm ơn đến bác sĩ vì khách mời đã tham gia ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Bonny Sleep của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.